vâng xin chào quý vị và các bạn à, tôi rất là nhiều lần đã chia sẻ với các bác các anh các chị là những người đã có tuổi mà trong đó thì có tôi à, những cái điều mà chúng ta hạn chế làm để chúng ta có một cuộc sống an vui hạnh phúc bởi vì ai cũng thế thôi chúng ta cả cuộc đời phấn đấu cả cuộc đời giữ gìn rồi chỉ mong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời làm sao chúng ta sống được vui vẻ này con cháu tôn trọng kính trọng này bà con lối xóm yêu mến này thế rồi là mình không làm cái gì mà mình phải thấy áy náy hổ thẹn với lương tâm bởi vì nếu như các cháu thanh niên các cháu còn trẻ nó có chót sai lầm có chót dại dột nó còn có thời gian để nó sửa chữa khắc phục còn chúng ta quỹ thời gian còn rất ít. Chúng ta bây giờ không còn thời gian để khắc phục làm lại nữa. Chúng ta sẽ thấy không được thanh thản nếu như chúng ta vấp phải những cái sai lầm. Và sau đây là bốn điều mà chúng ta nên hạn chế làm hoặc thậm chí không làm thì càng tốt để chúng ta có một cuộc sống an vui, an lành, hạnh phúc. Điều đầu tiên đó là cố gắng đừng ngoại tình. Thưa các bác anh chị, nói đến chuyện tình cảm là một thứ thật sự khó nói ngoại tình là cái thứ mà không phải chỉ đối với người lớn tuổi mà đối với trẻ tuổi không là một điều mà không ai khuyến khích, không ai mong đợi cả. Nỗi đau lớn nhất của một đời người đó chính là gì ạ? Bị người bạn đời của mình phản bội. Đàn ông thì bị gọi là bị vợ cắm sừng mà phụ nữ thì nói là bị bị chồng bội bạc, bị chồng bỏ rơi. Với những người trẻ, ngoại tình đã là một điều đáng lên án, đáng lưu tâm rồi thế thì lứa tuổi của chúng ta đang có vợ có chồng, à, chúng ta cố gắng cả cuộc đời đã 20 năm, 30 năm, 40 năm cùng nhau vượt qua những gian khó từ những ngày thời bao cấp khó khăn như thế nào, từ cái thời ăn bo bo ra làm sao, từ cái ngày nấu cơm còn phải độn mì, độn sắn, độn khoai rồi cũng dắt díu nhau nuôi được hai ba đứa con trưởng thành nay đứa có vẫn là kỹ sư đứa là bác sĩ đứa là giáo viên tự hào lắm thôi thì chẳng biết nhà mình to bé thế nào không biết giàu có ra sao nhưng mà mọi người đấy nhìn nhà ông ấy nhà bà ấy mà thèm bởi vì con cái đều phương trưởng cả đều thanh đạt cả ngày lễ ngày tết ngày rỗ ngày chạp các con các cháu ở phương xa về đông vui ai cũng bảo rằng là cứ được sống như ông bà ấy thì thật sự là hạnh phúc đúng không nhưng mà rồi nếu như chúng ta một lúc nào đó không giữ gìn được nào là chê bà xã của mình bây giờ già rồi không còn khả năng đáp ứng được chuyện nọ chuyện kia hay là chê ông chồng của mình bây giờ là ốm đau lụ khụ nằm đấy trong khi lại có một ông hàng xóm ông lại vạm vỡ to khỏe rồi bà thì chót xa chân tay chót nhúng chàm ông thì cũng thế thế rồi đã nó đã, đã, đã bị được một lần rồi thì nó sẽ khó dừng lại thế là rồi trượt dài mà chúng ta nói rồi cái gì chứ cái chuyện tình cảm cái chuyện mà có vợ có chồng mà đong đưa với người khác ấy cái kim bọc rẻ lâu ngày nó cũng lòi ra sớm muộn rồi cũng không con cái thì cũng là hàng xóm láng giềng họ hàng thân thích người ta biết người ta đồn rồi nó thành đã mang tai mang tiếng đi. Rồi nếu chẳng may mà còn bị đánh ghen đánh tuông nữa ầm mỹ xóm làng nên bác trưởng thôn hay là đồng chí công an khu vực mà lại phải vào để mà can thiệp do là hai hàng xóm đánh nhau vì nghi ngờ chồng ông này với vợ bà kia thì nói thật sự chứ chúng ta không có gì có thể chuộc lại được những cái danh tiếng danh uy tín của mình nữa. Cho nên cố gắng đừng ham hố quá, đừng ngoại tình quá. Đây là tôi nói là với những cái người mà đang sống có vợ có chồng. Thôi còn các bác mà đơn lẻ, các bác vì lý do này, lý do khác mà hiện nay đang đơn thân sống một mình, thôi thì nó sẽ có một cái chủ đề khác vào một bữa khác. Còn nói đến ngoại tình là nói đến những người mà đang chung sống có vợ có chồng mà lại dành tình cảm uh, hay là chung sống với một người khác uh, như vợ chồng. Thì đấy là nó vừa vi phạm pháp luật mà nó cũng là vấn đề đạo đức là vấn đề mà xã hội hay lên án. Cho nên cố gắng việc đầu tiên nhá, tránh ngoại tình ở tuổi đã cao. Cái điều thứ hai mà ở lứa tuổi chúng ta cũng nên tránh này, đó là đừng con ghét con yêu. Thật ra ai nói cũng rất dễ thôi. Chúng ta đều nói rằng, ơ, con trai cũng như con gái, con mình đẻ ra hay là thằng cả cũng như thằng út cũng đều là mình rứt ruột đẻ ra. Cho nên là yêu thương các con thì như nhau cả. Nói vậy thế. Nhưng trong thực tế cuộc sống đã có những bác, đã có những gia đình không phải lúc nào cũng được đối xử với các con cũng được đầy đặn như nhau. Thông thường nó có hai cái tình huống. Cái tình huống thứ nhất là chúng ta có xu hướng quý con trai hơn là con gái. Chúng ta đôi khi không nhận ra đâu. Khi còn 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 các con nó còn trẻ, còn bé đấy là chúng ta ngày Tết đấy nhà mà nghèo không có tiền để mua cho mỗi con một bộ quần áo đẹp thì thường thường là thôi ưu tiên cho thằng cu mua cho nó bộ quần áo đẹp hôm tết dắt đi chơi mọi người khen cu có áo đẹp còn mấy đứa con gái có thể mặc lại quần áo cũ đứa em thì mặc của đứa chị đứa chị thì lại mặc của bà cô để lại ví dụ như vậy là các con nó cũng nhận thấy rằng là mình không được bằng thằng em cu không được bằng thằng anh trai nó cũng có cái tủi thân ở đấy lớn lên một chút bố mẹ thì cũng luôn luôn là thôi cái này là của cậu con trai nó ở đây với bố với mẹ mai kia nó già nó còn chăm sóc bố mẹ rồi vì bố mẹ có già thì nó còn hương khói cho bố mẹ với tổ tiên chứ mấy đứa con gái thì lớn đi lấy chồng rồi phụng sự nhà chồng con gái có phận nhà chồng vân vân và tất cả những gì thuộc về 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 quyền lợi thì các cô con gái không được hưởng và đã có những trường hợp là các cô con gái rất nản lòng mặc dù không phải ai cũng tham nhưng mà vì cái cách đối xử của bố mẹ nó phân biệt con ghét con yêu cho nên là khi mà cụ ốm cụ đau nó ở đấy bố mẹ gọi con trai bố mẹ về mà chồng gọi con gái à, con trai với con dâu về chồng chúng con là con gái đi lấy chồng rồi chúng con còn bận là chăm lo cho gia đình nhà chồng của chúng con thế có phải lúc ấy mình há miệng mắc quai không lúc ấy mình không thể nói được là các con là bạc ác chứ các con là thiếu trách nhiệm chứ con nào cũng là con bởi vì mình làm sao mình đã đối xử không công bằng thì đừng đòi hỏi con nó cũng phải công bằng với mình đấy cái thứ nhất là phân biệt con trai con gái cái việc thứ hai đôi khi cũng phân biệt cái con cả với con út với con giữa nếu mình đang sống với con cả thì mình hay vun vén nhiều cho cái cậu cả vẫn cứ xác định là anh chị vất vả hơn rồi là sau này cũng lại còn hương hỏa thờ cúng tổ tiên. Thành ra cái gì cũng dành cho anh cả. Cậu hai, cậu ba hay là cô em gái út đi đôi khi cũng khó khăn. Mà cũng chẳng được bố mẹ quan tâm lo lắng cho cái gì. Thì cũng lưu tâm là là mình đừng có cái cử chỉ ấy. Nếu thật sự cần thiết thì cũng nói rõ cho các con bố mẹ thương các con như nhau vì, vì vì, các con đều là do bố mẹ đẻ ra thật sự ra này nhà bố mẹ đấy chỉ có một thế này thôi có một cái nhà với một cái mẫu đất thôi may mắn là ngày ấy tích có mua được nay thì bố mẹ cũng muốn là chia cho các con nhưng dù sao chăng nữa thì bố mẹ hiện nay đang ở với anh chị ấy anh chị ấy cũng sẽ vất vả chăm lo bố mẹ hơn tất nhiên khi nào bố mẹ ốm đau nặng ấy thì chắc chắn là các con sẽ phải nhờ đến tất cả các con nhưng mà những cái ngày thường ấy trái gió trở rời miếng cơm bắt cháo miếng thuốc chẳng hạn thì đều phải nhờ anh chị ấy rồi, rồi sau này anh chị lại có trách nhiệm là là thờ cúng bố mẹ cho nên là bố mẹ là quyết định là chia cho anh thêm một cái phần này coi như là sự bù đắp Tôi tin rằng nếu mình có cái đầy đặn có đầu có đuôi như thế, các con hiểu mà, không ai nó đòi rằng để chia thì phải chia bằng nhau chằn chặn đâu. Cái việc đầu tiên là phải khẳng định là các con nào cũng là con và bố mẹ thì thương yêu các con như nhau nhá. Nên điều thứ hai các bác tránh đừng làm đó là tránh phân biệt, tránh con ghét con yêu. Điều thứ ba, nó ít gặp thôi nhưng vẫn cứ phải tránh. Đó là tránh từ ngữ thì có thể tôi nói nó không được hay nhưng mà nó không chuẩn xác nhỉ. Tránh đào mỏ của con. Đào mò ở đây là thấy các con nó khá giả, thấy con nó có điều kiện, Thế tất nhiên bố mẹ nào cũng mừng thôi. Ngày xưa mình vất vả nuôi con, con ăn học nay nó khá giả, vợ chồng nó thu nhập nhiều, bên cạnh nhà ở lại thấy nó có ô tô, nó có công ty, nó có vài mảnh đất, nó có vài cái nhà. Thế là bắt đầu đã có một số bố mẹ là có cái tính chất là keo đẽo sắp tới thì xây nhà thờ họ đấy chẳng gì thì anh cũng là khá giả nhất họ hay là anh cũng là khá giả nhất trong đám con cháu của nhà này anh cũng làm sao để cho bố mẹ mở mày mở mặt với thiên hạ anh gửi về cho tôi năm chục rồi tôi ra tôi đóng với họ để vân vân thậm chí những cái ốm đau hay những cái chi tiêu mà nó chưa cần thiết ấy hai ông bà bây giờ ở với nhau cái nhà ngói năm gian của các cụ để lại hãy còn vững chãi các cháu nó cũng đã mua quạt rồi nó lắp điều hòa rồi quạt nước cũng tiện nghi cũng đầy đủ rồi nhưng mà cụ chỉ muốn là đập lại đi xây nhà trông nó to hơn rồi uh, lắp điều hòa rồi nói chung là mà không nghĩ rằng là đụng đến là toàn tiền trăm tiền triệu tiền tỷ mà rồi các làm sao bố mẹ đã đặt vấn đề là các con nó phải lo rồi nó cũng phải cố gắng mình hãy nhớ thế này càng ít phiền cho con càng tốt quan trọng nhất là mình giữ được cái lòng thanh thản tự nhiên con cái phải bỏ ra một đống tiền xây cái nhà to xong có mỗi hai ông bà ở lâu lâu con cháu về về một hôm rồi ông bà lại còng lưng ra để làm gì ạ lau bụi dọn nhà có khổ không mà rồi các con nó, nó thấy cũng chán mỗi lần gặp bố toàn thấy lần nào cũng có việc thế này thì thì giờ nó cũng mệt mặc dù là các con có điều kiện nhưng mà chúng ta cố gắng hạn chế cái việc đào mỏ của con cái tất nhiên làm bố làm mẹ tôi cũng hiểu đôi khi chúng ta còn có một cái tâm lý nữa ạ lấy nguồn xuôi nuôi miền ngược thấy con cái của chúng ta có đứa khá giả có đứa thì cũng còn khó khăn thiệt thòi chúng ta cứ hay vay để mượn rồi xin rồi nhờ các cái con mà khá giả nó cho mình để mình có không phải để mình tiêu dùng đâu ạ lại dành lại dụng lại cất đi để rồi dấm rũi cho cái đứa mà nó khó khăn hơn tấm lòng của bố mẹ là vậy đấy Đúng là hơn thì trời chiết thiệt trời bù Hơn thì bố mẹ chiết thiệt thì bố mẹ bù cho Cái đấy thì tôi hiểu được Nhưng nếu các con nó nhìn thấy Ơi bố mẹ suốt ngày kêu là không có tiền Xong rồi xin tiền Tháng nào mình về chơi cũng phải cho ông bà phần nọ phần kia Con cái thì mong muốn là cho ông bà Để ông bà thì ăn tiêu bồi bổ sức khỏe để cho nó được khỏe mạnh, được sống thọ, sống lâu với con, với cháu. Chứ không phải để ông bà lại tần tiện tích cóp rồi để cho cái thằng chú hay là cái con cô gì đang khó khăn. Mỗi đứa anh em có phận, có phần rồi. Bố mẹ mà làm không khéo là vệ sau nó cắt viện trợ đấy. Nó bảo rằng là cho rồi bố mẹ cũng có ăn có tiêu đâu rồi cũng lại đi đi đi, đi cho cái đứa khó khăn hơn để tạo ra cái sự ỷ lại của cái đứa khó khăn kia Thế là cái cậu khá giả là nó thôi đấy Cho nên chúng ta cố gắng là gì ạ Không đào mỏ của con cái Với bất cứ một mục đích gì Chúng ta chỉ mừng cho con thôi Chúng ta có thể khoe với mọi người họ hàng rằng là Thôi cũng may Các cháu nó thông minh Nó lại cũng nhờ hồng phúc tổ tiên Cộng với lại may mắn hiện nay Các cháu công ăn việc làm ổn định À, thu nhập các cháu cũng khá thôi Thế là cũng mừng chúng tôi à, à, nếu có gặp ốm đau hay là khó khăn gì thì, thì cũng có các cháu nó cũng đỡ cho cũng yên tâm thế thôi thế là niềm vui lớn nhất của mình là như vậy thôi chứ đừng có quá nặng nề về cái chuyện là, là xây nhà hay là phải thỏa mãn những cái, cái 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 mong ước mà hay là tính mang đôi khi nó mang tính sĩ, sĩ diện của bố mẹ làm cho con cá nó nhạy cảm nó đều biết cả đấy thì nó phiền lòng đúng không và điều cuối cùng là chúng ta có tuổi rồi mặc dù chúng ta là bố mẹ của các cháu chúng ta sinh ra con chúng ta nuôi dạy con cái tất nhiên chúng ta có quyền làm cái gì với con cũng được nhưng đừng ra lệnh đừng quát lá vì nói thế chứ con cái so với mình thì mình chắc chắn là sẽ đi đây đi đó là không bằng chúng nó này thế rồi học hành chắc chắn là cũng không thể bằng con cái này con cái nó khá giả hơn này rồi con cái nó cũng tiếp cận với công nghệ rồi nó còn trẻ, rồi mạng xã hội rồi thông tin ấy, nó cũng nhiều nó hiểu biết hơn, nó sẽ tự biết rằng nó sống như thế nào, nó làm cái gì để cho nó phù hợp với lại cái điều kiện sống hiện nay. Mình có tuổi rồi, mình không tham gia, mình không ra lệnh cho con là phải làm thế này, phải làm thế kia, đúng không ạ? Ví dụ như con nó quê ở tỉnh, nó học đại học, bố mẹ cho con học đại học, nó cố gắng bây giờ nó ra trường, nó lại cái nghề của nó thì phải ở thành phố cơ. Ví dụ phải vào Sài Gòn hay ở Đà Nẵng hay Cần Thơ, Hải Phòng hay Hà Nội thì cái nghề của nó mới kiếm ăn được. Thế chứ nó về tỉnh thì thứ nhất là nó bó buộc, nó không có cái nghề hay cái công việc nó phù hợp hay là cái cơ hội lựa chọn cái chỗ làm ấy nó rất là hạn chế, thu nhập có khi cũng lại không được bao nhiêu rồi các con nó cũng quen với những cái môi trường đô hội rồi đừng có mình đừng có ra này nhà chỉ có một mình con là con trai đấy con có trách nhiệm bây giờ con phải về làm việc ở gần nhà để sau này còn phụng dưỡng bố mẹ rồi còn lấy vợ thì lấy ở vợ ở quê đi để ở nhà trông nom bố mẹ cùng với lại là nếu sinh con thì có gì bố mẹ bế cho bố mẹ hỗ trợ cho còn anh thì cứ đi làm trời ơi làm sao mình có thể sắp đặt cho con cái cuộc sống như thế được đúng không bố chỉ có thể nói thế này thôi bây giờ các con có học các hành rồi các con sống thế nào quyết định là ở thành phố hay về gần bố mẹ uh, hay là lấy vợ ở nông thôn hay lấy vợ ở thành phố cùng ngành hay khác ngành đấy là quyết định của các con bố mẹ tin rằng các con uh, đủ cái sự thông minh để mà mình lựa chọn cái lối sống cho mình cũng chỉ mong là nhà này có mỗi mình các con đấy có mỗi một thằng con đấy Và sau này thì con sẽ vất vả với bố với mẹ một chút sau này là khi có tuổi lên lúc ấy chúng ta lẫn cẫn có khi này phải nằm viện có khi này ốm đau dài hạn thôi thì lúc đấy thì cũng nhờ các con còn hiện giờ thì sống như thế nào lựa chọn cái cuộc sống ra làm sao các con tự quyết bố mẹ không có ý kiến gì tránh trường hợp là mình chỉ đạo xong rồi con nó ấm ức ở trong làm chúng nó lẩm bẩm lầm rầm là ông thì biết gì toàn góp ý linh tinh đúng không đôi khi trong cuộc sống chúng ta vẫn nói một cái câu là mình phải biết mình là ai đúng mình là bố của các con mình mình sinh ra các con mình nhưng mình chưa chắc đã khôn hơn các con cho nên đừng dạy khôn dạy dại các cháu. Vâng hy vọng rằng là cái chia sẻ của tôi với bốn điều mà những người lớn tuổi không nên làm để chúng ta có một cuộc sống bình an hạnh phúc ở cuối cuộc đời rất là mong các bác các anh các chị tiếp tục theo dõi nhiều những cái chia sẻ khác ở trong cái kênh youtube là đinh đoàn official của tôi ạ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác anh chị trong những chủ đề sau